best high stepping bump. Và bring it on. Với cả có lẽ là nó sẽ hấp dẫn đấy, dẫn sơ sơ đâu, nhưng có chút là không thể mãi chơi được. Tụi xuống và vừa thu áp tách lên lên luôn. Chắc cũng ăn vào cái thằng, bởi vì bên kia thì đi chơi với máy tính nên cũng hơi khó. Sẽ chơi tới được 5 phút và tôi nghe rồi 5 phút nha. Chừng lúc là mình sẽ được kết quả mới. Cơ chơi đã nhất thì nó lại lên một đập cuốn sẽ là rất là sóng rất là hay từ việc đến các cua ở vị trí ra được cách sở hữu của chúng tôi kia trên này cho xong nó sẽ thông báo ở trên vừa vậy. Bây giờ phải đi để sao nó không được nó vừa đi cài được liên toàn này. Nó không tiếp. Cái nó sao mà đỏ đều xinh lắm. Mà ăn có cái chứ không biết gì. Được rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Không tiếp. Cái bạch kìa đã hết bắt cái bồ của mình luôn thú nhỉ. Thank you.
Ok, mình sang đến tiếp theo này. Ok, rồi đó mình sẽ chơi với con Super Tùng. Con mà như là mặc định vào phần tựa game là các bạn đã có được vào đây. Rồi, chắc chắn là mình sẽ làm cái này để chơi cho bạn xem. Rồi, lấy một chiếc máy bay xinh nhất, xịn sò ngon nhất. Đó, bây giờ chơi xuống quân. Xong một quả nhí thủ đoạn đấy đang đánh được do nó được và đánh được cái tên trộm không có máu bay được một súng bắn luôn, được mấy đây, năm luôn, được sáu luôn, bốn luôn, bốn bốn, ba, ba tiếp, đây là đánh cho. Cầu
Yeah!